Mưa gió quá anh em ạ. Đây, hôm nay có chiếc Santa Fe bác chủ mới lấy. Qua bên mình làm những cái hạng mục nó tương đối là cơ bản thôi. Nó có Android Box này, có cam hành trình. Thì mời anh em chúng ta cùng vào trong xe để trải nghiệm nhé. Đầu tiên ấy, đi trên đường chắc chắn anh em phải trang bị cam hành trình. Và A500S của Xiaomi vẫn là một trong những sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời. Tầm tiền dưới 3 triệu. Quay phía trước 2,7K góc siêu rộng. Quay phía sau Full HD. Có cảnh báo ADAS, giao thông các thứ đầy đủ hết. Và có cả GPS hiển thị tốc độ. Cái chất lượng quay không có gì phải lăn tăn cả, cam quốc dân mà. Thứ hai là với những cái chiếc xe mà nó có màn hình đẹp như này thì anh em cũng không cần thiết phải thay màn hình. Mình có thể trang bị cái Android Box như thế này. Đây là cục box K-Linkit quốc dân luôn. Hai tùy chọn RAM 4GB hoặc là RAM 8GB, giá cực kỳ hợp lý. Chỉ khoảng trên 3 triệu là mình đã có con box ngon này rồi anh em nhé. Đây, bác chủ đang lựa chọn phiên bản là RAM 8GB. Và đây là cái giao diện trực quan của nó luôn. Giao diện thuần gốc Android 13, rất là đẹp, cơ bản. Đấy, mọi thứ mình sẽ có ra lệnh giọng nói hết. Rồi là có cả YouTube chạy ẩn này, có Vietmap S2, có Kiki, có Google Map đủ hết. Mình sẽ thử test một số tính năng trên con box này cho anh em xem luôn nhé. Mở video Tuấn Hưng. Đang mở video Tuấn Hưng. Nhận diện cực kỳ chuẩn. Và mọi cái thao tác là bằng nút bấm trên vô lăng hết. Dẫn đường đến 110 Trần Duy Hưng. Đang chỉ đường đến 110 Trần Duy Hưng. Đây, anh em thấy ok không? Đây là giao diện của Vietmap S2. Còn nếu mà anh em nào có nhu cầu ấy, thì mình có thể là sử dụng cái Vietmap Lite thì nó cập nhật liên tục hơn. Hoặc là không thích thì mình có thể sử dụng Google Map anh em nhé. Ok, anh em nào quan tâm về cái sản phẩm Android Box cũng như là cái cam hành trình thì có thể bấm vào trong giỏ hàng nhé.